lên tàu các bạn. Mình ở buồng số 5, giường 4 người. Tàu này thì không được đẹp lắm các bạn. Nãy tàu số 1 đẹp lắm. Nhận tàu, tàu tăng cường. Mình đi tàu đột xuất á, mua vé là sáng mình ghé mình mua là có vé mình mua về luôn. Thì tàu này là tàu tăng cường các bạn, thành ra nó không có được sang trọng. Nó tiện nghi, nó không có được bằng dạng như tàu 5 sao á. Tàu 5 sao là SE1, SE3, SE2 rồi đó. Thì cái này là SE25. Do đó là cái giường nằm nó nhìn nó cũng không có sang trọng lắm các bạn. Nhưng mà mình mua gấp mà. Sáng mình ghé là có vé là mình mua mình về luôn. Mình ghé hồi 11 giờ các bạn. 10 giờ mấy, 11 giờ thì có vé mình mua về luôn. Thì tàu xuất bến là 5 giờ. Chứ nếu mà không có vé thì mình chạy xe máy về luôn. Mà bây giờ nắng gió dữ lắm, chạy ngán lắm các bạn. Mình đi mấy bữa nay nó cũng mệt rồi. Thì có tàu nào đi tàu đó. Ở đây nó có cái bàn để mình ngồi mình ăn cơm hay uống nước rồi. Thì gói thì cũng tương đối, thì ra niệm là cũng được. Nhưng mà nó không có sạch sẽ, nhìn nó không có sang trọng. Nó tàu SE1, SE2, SE3 rồi đó là cái ga nó trắng rồi, bàn ghế có bình hoa để đây đẹp lắm. Đây thì có tàu về là an toàn là mừng rồi các bạn, là vui rồi. Thì bây giờ là cũng hơn 5 giờ chiều rồi, bắt đầu ghé cái ga đầu tiên. Ở đây còn thuộc về Quảng Ngãi, các bạn thấy cánh đồng nó da beo, nó từ tỉnh nhỏ. Mùa khô này thì bây giờ là chưa có làm lúa, người ta thả bò, thả trâu rồi. Tàu chuẩn bị là cập ghé cái ga đầu tiên là Đức Phổ. Thì nằm đây ngủ các bạn, thì một giấc thì tới sáng, thì 10 giờ sáng thì tới Sài Gòn. Theo thông báo là 10 giờ sáng thì sẽ tới, là tàu nó chạy như là 17 tiếng. Còn cái tàu mà năm sau nó chạy có 14 tiếng rồi các bạn, nó lẹ hơn 3 tiếng. Thì mình đi chơi thì không có gấp gì. Thì 5-6 giờ sáng tới thì 10 giờ tới thì cũng vậy thôi. Trễ 1-2 tiếng thì nó cũng không có quan trọng các bạn. Quan trọng là có giường nằm nghỉ ngơi, rồi có toilet, rồi ở trên tàu có căng tin bán đồ ăn đồ uống rồi các thứ thì cũng thoải mái. Tàu chuẩn bị ghé cái ga Đức Phổ, ga đầu tiên. Còn thắng nghe cái gì cái đùng. Nói chung là cách âm thì cũng vẫn tốt các bạn. Hệ thống cách âm thì họ làm cũng tương đối khá. Đây là khách lên về Sài Gòn nè. Sài Gòn, Nha Trang gì đủ thứ hết các bạn. Ra là ra Đức Phổ. Ăn rồi. Ăn rồi mới lên tàu. Tàu tăng cường thắng nghe đùng đùng đùng. Cái tàu năm sau nó thắng đã lắm các bạn, im. Nói chung là cách âm thì cũng được, cũng tốt.
xe đang chạy song song với quốc lộ. Sáng khỏe ra các bạn, về tới Bình Thuận rồi, đi tờ lửa là sướng vậy. Giờ uống cà phê ăn sáng, thì mấy ngày nay đám đuối mắt vợ không muốn lên. Thank you.
sáng rồi bình minh đó dạng rồi. Thanh Long chỗ qua quá trời. Năm giờ 45 phút rồi tới ga Bình Thuận nè. Chắc khoảng 9 mấy 10 giờ tới ra Sài Gòn. Giờ là mình về tới ga Biên Hòa các bạn ơi. Giờ 9 giờ. Hồi nãy giờ có cái cuộc điện thoại nó gọi, nó báo là xe máy Winner của mình á. Cái xe Winner của mình gửi á đã về tới ga Sài Gòn rồi. Là cửa kho số 3. Mình ghé ra Sài Gòn, mình đến kho số 3, mình sẽ có xe mình đi luôn các bạn. Điện luôn. Giờ tới ga Sài Gòn. Đấy này không? Để ra chỗ kho hàng số 3 được không? Mấy cái chú? Hai cái nè. Hai này. Ừ. Cái này đúng không? Số 3. Để xếp cái này lại. Có cái này để nằm được không? Được, được. Ra kho số 3 luôn nha anh. Thank you.
cho xe đẩy, nó đẩy đi khỏe. Giờ tới đây mệt rồi. Cái số 3 nào mình đặt? Xe máy hả? Xe máy. Từ đâu vô đây? Quảng Ngãi. Số 1 hay là số 3? Số 3. Điện thoại báo số 3. Đây, qua hàng số 3 đây các bạn. Rồi gác cặp thùng lên xong rồi các bạn. Nhận xe ở kho gác cặp thùng lên nè. Về nhà thôi. Quá đơn giản các bạn. Đây là 24 tháng 5. Mười giờ 11 phút 24 tháng 5 về đến ga xe lửa Sài Gòn các bạn. Chạy một đêm hôm rồi lên xe về nhà thôi. Các bạn thấy gửi xe đi rất là tiện không? Các bạn nào đi chơi mà đuối quá gửi xe lửa về nha các bạn. Rồi lên đường các bạn ơi. Giờ hết xăng nè. Sau khi mình ra mình đổ xăng xong rồi bắt đầu về nhà, mình còn 10 cây số nữa các bạn. Đợi chút xíu nữa là tới nhà rồi. Tới nhà các bạn ơi. Coi cái tour này mình chạy nhiêu km nha. Có 1.000 cây số các bạn, 1.010 cây. Như 1.000 cây. Đi trường Sơn Đông rồi có 1.000 cây km các bạn. Quá bèo luôn. Mười một giờ ngày 2 tháng 5
thứ ba ngày 2 tháng 5 đã về tới nhà các bạn.